thấy chết không sờn ngụy quân tử chương 511. Thập niên khu trì hải sắc hàng, cô thần vu thử vọng thần loan một. Ngụy quân cũng rất mệt tim. Kế hoạch của bản thiên đế rất tốt, trên thao tác cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngại là đám yêu nghiệt này không phối hợp. Một mình hắn diễn, hắn có thể làm sao bây giờ? Thượng quan tinh phong tự nhiên không thể cộng tình với ngụy quân, khuynh hướng chân thật của giám sát ti, chỉ có rất ít người biết càng đế cũng bị giấu giếm gắt gao hắn một tên hoàng khố công tử càng thêm không thể biết cho nên thượng quan tinh phong vẫn khuyên nhủ ngụy đại nhân cẩn thận là trên hết đại càng tuy không có truyền thống bỏ tù vì lời nói nhưng nói không chừng cho ngươi ngoại lệ phụ thân nói với ta trình độ nhẫn nại của bệ hạ đối với ngươi đã đạt tới một cái cực hạn ta cũng muốn phế bỏ chế độ hoàng đế làm một tên hoàng đế hắn mới trình độ nhẫn nại đối với ta đạt tới cực hạn hơn nữa chỉ là bãi quan ta cũng không phải giết ta ta chưa bao giờ gặp hoàng đế nhát như chuột như thế ngụy quân tăng thêm cường độ nhục càng hôm nay nhiệm vụ nhục càng đế vượt mức hoàn thành mồ hôi lạnh trên đầu thượng quan tinh phong càng nhiều hơn hắn nhắc nhở lần nữa ngụy đại nhân bệ hạ không phải bãi quan ngươi là bảo cha ta thăng quan cho ngươi ngụy quân cái địch bản thiên đế thèm làm cái chức quan rách của ngươi sao ngươi dứt khoát lưu loát giết chết ta bớt việc bao nhiêu bản thiên đế vui lên nói không chừng còn thưởng ngươi thần vị ngụy quân phát hiện thế giới này có thể tăng lên thực lực của hắn hay không khó mà nói nhưng tuyệt đối có thể tăng lên năng lực thừa nhận tâm lý của hắn làm hoàng đế làm tới mức này của đương kim bệ hạ coi như là mang mặt mũi tổ tiên đều đánh mất hết ngụy quân trào phúng nói thượng quan tinh phong không dám nghe nữa nghe tiếp hắn lo lắng ngụy quân sẽ lôi kéo hắn thương lượng kéo cờ tạo phản như thế nào loại chuyện này trường hợp riêng có thể nói nhưng cũng phải trước tiên bày ra kết giới cách âm miễn cho tai vách mạch rừng hoàng thất là nắm giữ giám thiên kính loại thần khí này ngụy quân lại cứ như vậy quan minh chính đại mắng hoàng đế phần đảm lượng này thượng quan tinh phong nhắm chừng toàn bộ đại càng cũng chỉ có triệu vân có thể so sánh dù sau đó là nữ nhân trong truyền thuyết cả người đều là gan Ngụy đại nhân, lần này ý tứ của bệ hạ là mang ngươi đẩy ra ngoài, cho ngươi chủ chính một phương. Việc này do cha ta xử lý, cha ta lại giao cho ta phụ trách. Thượng quan Tinh Phong mạnh mẽ mang đề tài xoay về, "Việc này ta cần trao đổi trước với ngươi một lần, nếu ta thao tác không tốt, rất có thể sẽ mang ngươi cùng phụ thân ta tất cả đều thua hết." "Có ý tứ gì?" Thượng quan Tinh Phong mang tính toán của thượng quan thừa tướng đối với Ngụy quân nói thẳng ra hắn đối với ngụy quân là tuyệt đối tín nhiệm nếu đại càng muốn làm một cái bản xếp hạng lấy độ tín nhiệm cao thấp để sắp xếp vậy ngụy quân tuyệt đối ở cao số một hơn nữa khẳng định vượt xa hạng hai mọi người đều tin tưởng nhân phẩm của ngụy quân cho dù là kẻ làm địch với ngụy quân cũng tin tưởng thiết lập nhân vật này vẫn đến mức ngụy quân bây giờ tự mình giải thích hắn chính là ngụy quân tử cũng không ai tin lan khiêu dự ngôn gia dự ngôn gia vì lan nuôi thủy còn điên cuồng vì lan dự ngôn gia hào phiếu ngụy quân bây giờ cơ bản đã đạt tới trình độ này ngụy quân cũng chỉ có thể nói đây không phải ước nguyện ban đầu của bản thiên đế sau khi nghe được dự tính của thượng quan thừa tướng ngụy quân khẽ nhíu mày giống như kế hoạch của thượng quan thừa tướng vô luận thành công hay không hắn đều không có nguy hiểm tính mạng gì như vậy làm hắn không có hưng phấn gì cả thượng quan công tử Tính toán này của lệnh tôn với ta mà nói tựa như không có ảnh hưởng gì nhỉ?" Ngụy Quân hỏi. Không chết được đối với Ngụy Quân mà nói cơ bản chẳng khác nào không có ảnh hưởng. Thượng Quan Tinh Phong giải thích, "Ngụy huynh, ta là hiểu ngươi, bây giờ sách sử chiến tranh vệ quốc mới viết được một nửa, ngươi khẳng định muốn trước sau vẹn toàn. Hơn nữa mang chuyện này giao cho người khác, ngươi khẳng định cũng không yên tâm. Cho nên ta nhất định sẽ cố hết sức cho ngươi lưu lại, cũng cho phụ thân ta sống sót." sở dĩ cần nói trước cho ngươi một tiếng là lo lắng ngươi có ý đối với cha ta đồng thời cũng là muốn để ngụy huynh phối hợp ta một phen muốn ta phối hợp ngươi phối hợp như thế nào ngụy quân tò mò hỏi thượng quan tinh phong nghiêm túc nói đánh ta xuống tay càng nặng càng tốt ngụy quân ngươi thật sự là nghĩ hay quá với cái thể chất đặc thù này của ngươi ta xuống tay càng nặng ngươi lại càng thoải mái ta đánh ngươi làm chi Nói từ trên trình độ nào đó, Thượng Quan Tinh Phong là vô địch. Bởi vì hắn không thể bị thương tổn, trừ phi ngươi giết chết hắn. Chỉ cần không giết chết hắn, đối với Thượng Quan Tinh Phong mà nói thương tổn bất cứ trình độ nào cũng chẳng qua là cảm giác sướng mức độ khác nhau mà thôi. Không thể không nói, loại thuốc cao bôi trên da chó này cũng rất là khó chơi. Ngụy Quân Thân là thiên đế cũng tỏ vẻ tăng thêm kiến thức rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm ép của Thượng Quan Tinh Phong của thượng quan nguyễn nhi trái lại có thể suy xét thượng quan tinh phong có xa bao nhiêu cút xa bấy nhiêu đối với lý giải của ngụy quân thượng quan tinh phong thở dài một tiếng nói ngụy huynh ngươi đối với ta có rất nhiều hiểu lầm đấy ta không có hiểu lầm đối với ngươi ta chỉ hận không sớm biết ngươi là người như vậy ngụy quân trào phúng nói phàm là bản thiên đế sớm biết ngươi có cái sở thích này lúc trước trong diệu âm phường cũng sẽ không đứng ra Nói không chừng mọi thứ sau đó cũng sẽ không xảy ra nữa. Bản Thiên Đế cũng có thể sớm đã chết thành công. Chắc chắn rồi, tất cả đều trách thượng quan Tinh Phong. Thượng quan Tinh Phong ù ù cạt cạt gánh tội, nhưng hắn không giải thích nữa, mà là nói, "Ngụy huynh, ta biết ngươi là một người tốt, khẳng định sẽ phối hợp ta. Chỉ có ta mặc mũi bầm dập từ trong nhà ngươi đi ra ngoài, câu chuyện phía sau ta mới dễ kể." Có ý tứ gì? Ngươi đánh ta? đánh ta rồi là biết thượng quan tinh phong chờ mong nói ngụy quân thế này thật sự có chút gợi đòn ngụy quân ngứa tay một cái hướng về phía mặt thượng quan tinh phong cho hắn một cú đấm đánh xong ngụy quân liền hối hận quả nhiên thượng quan tinh phong phát ra tiếng rên rỉ trong dự kiến thoải mái ngụy quân vẻ mặt đen sì thoải mái cái em gái ngươi đánh loại biến thái này làm bản thân rất mất hứng cũng không biết là đang đánh hắn hay là đang dạy dỗ hắn. Ngay tại lúc Ngụy Quân không nói gì, Thượng Quan Tinh Phong tiến vào hình thức biểu diễn của mình. Ngụy Quân, có phải thẹn quá hóa giận hay không? Ngươi tức cũng vô dụng, ngươi ngay sau đây thôi phải từ kinh thành cút đi, cút đi ngươi biết không? Ha 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 ha. Tiếng cười to kiêu ngạo của Thượng Quan Tinh Phong sộc thẳng lên trời. Ngụy Quân gia là không cách âm, tuy cực kỳ an toàn. Đương nhiên cũng không phải không thể mở ra kết giới cách âm nhưng ngụy quân trước đó cũng chưa mở ra cho nên rất nhiều hàng xóm chung quanh đều nghe được tiếng của thượng quan tinh phong nhìn thấy thượng quan tinh phong biểu diễn ngụy quân đã biết thượng quan tinh phong muốn làm cái gì hắn tặc lưỡi thầm mắng một tiếng lại hướng về phía mặt thượng quan tinh phong cho gã một cú đấm như thượng quan tinh phong mong muốn mang hắn đánh mặt mũi bầm dập Thượng quan Tinh Phong vừa dựng thẳng ngón tay cái với Ngụy Quân, vừa cố gắng ức chế tâm tình vui vẻ của mình, làm bộ phẫn nộ nói: "Tốt, tốt lắm, Ngụy Quân, ngươi cứ chờ ta mang ngươi đuổi ra khỏi kinh thành đi." Cút. Ngụy Quân thật sự là không muốn phối hợp Thượng quan Tinh Phong biểu diễn nữa, một cước mang hắn đá lên trời. Hiện nay Ngụy Quân đã là đại nho, thực lực đã vượt qua Thượng quan Tinh Phong. Hơn nữa Thượng quan Tinh Phong căn bản không phòng ngự ngụy quân có thể xác định một cước này của mình sẽ trực tiếp mang thượng quan tinh phong đá đến trong sân phủ thừa tướng hơn nữa cũng sẽ không đập trúng ai dù sao thượng quan tinh phong lại chưa mất đi năng lực tránh né mắt không thấy tâm không phiền vẫn là mang tai họa này tiễn bước tốt hơn sau khi một cước mang thượng quan tinh phong đá bay vành tai ngụy quân hơi giật giật tiếng nghị luận bốn phương tám hướng nhất thời truyền vào trong đầu hắn tựa như có người đang tìm ngụy đại nhân gây phiền phức là thượng quan tinh phong công tử của thượng quan thừa tướng chính là một trong kinh thành tứ đại hoàng khố kia không phải nói thượng quan tinh phong là giả vờ sao đoạn thời gian trước ngụy đại nhân gặp chuyện hắn còn lên tiếng ủng hộ cho ngụy đại nhân đó đó mới là giả vờ mâu thuẫn của ngụy đại nhân và thượng quan tinh phong cũng không phải bí mật gì thượng quan tinh phong chẳng qua là theo thái độ của thượng quan thừa tướng nhảy qua nhảy lại mà thôi bây giờ thượng quan thừa tướng lại bắt đầu phản đối ngụy đại nhân thượng quan tinh phong tự nhiên cũng lộ ra diện mạo thật tiểu nhân thật sự là làm người ta ghê tởm nghe thượng quan tinh phong nói hắn muốn mang ngụy đại nhân đuổi ra khỏi kinh thành không thể nhỉ hắn một tên phế vật dựa vào cái gì mang ngụy đại nhân đuổi đi thượng quan tinh phong là phế vật không giả nhưng ai bảo hắn có một người cha tốt chứ hơn nữa bệ hạ trước giờ cũng nhìn ngụy đại nhân không vừa mắt nói không chừng lần này ngụy đại nhân thật sự phải bị loại tiểu nhân này đuổi ra khỏi kinh thành ai gian thần đầy đường hoàng đế ngu ngốc ngụy đại nhân trung thần như vậy lại bị bài xích ta thấy quốc gia này cực tảo dược hoàng nói cẩn thận nói cẩn thận đừng quên giám sát ti chúng ta vẫn là mắng thượng quan tinh phong đi mắng hắn giám sát ti sẽ không quản không sai vẫn là mắng tên hoàng khố này đi ta nguyền rủa loại tiểu nhân này thọ so với hoa quỳnh Nghe những nghị luận này, Ngụy Quân cực kỳ khó chịu. Đáng chết. Lại để thượng quan tinh phong thoải mái rồi. Ngụy Quân vừa nghĩ đến đây, vành tai lại khẽ động. Hắn nghe được hai tiếng thảo luận rất nhỏ. "Lão đinh, ngươi nói công tử vì sao mỗi lần đều phải bảo chúng ta an bài người mắng hắn nhỉ?" "Trời biết, công tử khẳng định là mưu kế sâu xa, chúng ta làm theo là được. Ta chỉ là có chút kỳ quái, ta cẩn thận tính toán." mấy năm nay tiếng mắng công tử có một nửa hầu như đều là chính hắn sắp xếp nếu không phải công tử phương diện khác coi như bình thường ta cũng cảm giác công tử có bệnh ngụy quân là thật sự bệnh không nhẹ cách không được chuyện này có thể truyền lưu nhanh như vậy thì ra là thượng quan tinh phong tự mình quạt gió tự mình đốt lửa tự mình làm đạo diễn còn tự mình ra trận làm nhân vật phản diện cái này nếu truyền lưu không nhanh mới là kỳ quái không chỉ có hàng xóm láng giềng đã biết càng đế trong hoàng cung cũng biết hắn cố ý mang lục tổng quản gọi đi hỏi tình huống lục tổng quản đã lấy được tình báo chi tiết bẩm báo theo sự thật nói nhìn từ tình huống trước mắt hẳn là thượng quan tinh phong cố ý khiêu khích ngụy quân kêu gào muốn mang ngụy quân đuổi ra khỏi kinh thành sau đó bị ngụy quân đánh một trận bệ hạ ngụy quân vô cớ đánh lương dân cần giám sát ti chúng ta mang hắn bắt lại không càng đế xua tay nói không cần không cần, giám sát ti giám sát thiên hạ, loại việc nhỏ này nếu cũng nhúng tay vậy thành cái gì? Bệ hạ, có chút kỳ quái, ngụy quân vì sao sẽ đột nhiên nổi lên xung đột với thượng quan tinh phong? Có thể là hai người này hợp tác diễn một vở kịch hay không? Lục Tổng quản hoài nghi nói. Tràng đế cười giải thích nghi hoặc cho Lục Tổng quản, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngụy quân cùng thượng quan tinh phong căn bản là không phải đồng đạo, trẫm biết hôm nay hai người này vì sao nổi lên xung đột, nói tới còn có chút quan hệ với trẫm thượng quan vân chủ động hướng Trẩm xin đi giết giặc nói muốn mang ngụy quân điều đi khỏi kinh thành thượng quan tinh phong nhắm chừng là từ chỗ thượng quan vân đạt được tin tức hắn cùng ngụy quân trước giờ quan hệ không tốt cho nên kiềm chế không được suy nghĩ trả thù của mình mới có chuyện như vậy ai hổ phụ quyển tử mà tuy càng đế ngoài miệng nói đáng tiếc nhưng càng đế không có một chút ý tứ đáng tiếc nào vì thượng quan tinh phong không nên thân con trai thừa tướng không nên thân mới là tốt nhất. nếu con trai thừa tướng lợi hại giống như thừa tướng, hoàng đế liền ngồi không yên. thượng quan tinh phong loại ngốc nghếch ngu xuẩn này phù hợp tâm ý hắn nhất. cho nên tuy thượng quan tinh phong toàn làm chuyện ngu xuẩn, nhưng càng đế vĩnh viễn sẽ không gián tội hắn. thậm chí còn có thể bao che hắn. đây mới là đạo đế vương. càng đế tự nhận là mình làm vẫn không tệ. mà lục tổng quản thì bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói thì ra là thế xem ra thượng quan thừa tướng đối với bệ hạ vẫn là trung thành chỉ là thượng quan thừa tướng năng lực dạy con quá kém thế mà mang con mình nuôi thành một tên phế vật điểm ấy cũng không thể trách thượng quan vân tràng đế chủ động giải thích giúp thượng quan thừa tướng nếu không phải thượng quan vân bận rộn triều chính cũng sẽ không sơ sẩy bồi dưỡng đối với con cháu của mình tuy thượng quan tinh phong không nên thân nhưng thượng quan vân trung thành đối với triều đình vẫn là đáng giá khẳng định lục tổng quản không lộ dấu vết gì liếc càng đế một cái tinh tế thưởng thức một phen lời của càng đế phẩm ra rất nhiều tin tức xem ra thượng quan thừa tướng lại lấy được bệ hạ tín nhiệm rồi thừa tướng đúng là thừa tướng thế này cũng có thể tẩy sạch bản thân lục tổng quản là phục hắn từ trước tới nay thiết lập nhân vật đều là trung thần càng đế tin tưởng hắn rất bình thường nhưng thượng quan thừa tướng trong lúc đó từng công khai phản bội dù vậy thượng quan thừa tướng lại còn có thể một lần nữa đạt được càng đế tín nhiệm cái này chỉ có thể nói rõ thượng quan thừa tướng quá trâu bò hoặc là càng đế quá ngu xuẩn khả năng lớn hơn nữa là hai tình huống này đều có đủ cả lục tổng quản yên lặng nhớ tin tức này trong đầu thì bắt đầu tự hỏi phải điều chỉnh quan hệ của mình cùng thượng quan thừa tướng như thế nào đến bọn họ loại cấp bậc này đều là rút dây động rừng rất nhiều chuyện đều cần suy nghĩ chu đáo trước mới được hoàng đế ngu xuẩn thường xuyên có, không ngạc nhiên. Nhưng phàm là đại thần vị cực nhân thần, vô luận trung gian hay không, năng lực cơ bản đều là cực kỳ cứng rắn, sẽ rất ít xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao địa vị của bọn họ không thể kế thừa, tự mình một bước một cái dấu chân trèo lên. Lấy danh vọng ngụy quân hiện nay ở triều giả, thượng quan tinh phong thế mà còn dám khiêu khích ngụy quân như thế, từ khía cạnh cũng có thể nói rõ thừa tướng trung thành đối với bệ hạ lục tổng quảng bán một cái tốt cho thượng quan thừa tướng tiếp tục nói thượng quan tinh phong có lẽ không biết mình đang làm cái gì hắn chẳng qua là đang phát tiết quán giận của mình đối với ngụy quân nhưng thượng quan thừa tướng khẳng định rõ thượng quan thừa tướng có lẽ cũng có ý tứ mượn việc này phân cách với ngụy quân hướng bệ hạ chứng minh lòng trung thành của mình càng đế nghe vậy mắt sáng ngời chậm rãi gật đầu nói lục khiêm ngươi nhắc nhở ta như thế hoàn toàn có khả năng này thượng quan vân xưa nay thông minh đi một bước nhìn ba bước, thường thường rất nhiều người ở tầng thứ nhất, Thượng Quang Vân đã ở tầng thứ năm. Thượng Quang Thừa Tướng nếu biết suy nghĩ của càng đế lúc này, nhất định sẽ vẽ mặt ngây dại. Lão cái gì cũng chưa làm, sao lại tầng thứ năm? Nhưng lão nghĩ như thế nào không quan trọng? Càng đế nghĩ như thế nào mới quan trọng? Lục Tổng quản giờ phút này đã ý thức được ý tưởng của càng đế, cho nên hắn rất nhanh liền phản ứng lại, chủ động nói, bệ hạ, cần ta phối hợp thượng quan thừa tướng không? Ngụy quân tuy chức quan không cao, nhưng danh vọng của hắn quá cao, thượng quan thừa tướng nếu muốn cường hành bãi miễn hắn, chỉ sợ sẽ gặp phải lực cản. Không sao, trẫm là muốn thăng quan cho ngụy quân, không phải muốn xử trí ngụy quân. Tràng đế giờ phút này trái lại trở nên tự tin, nói, mọi người đều biết ngụy quân tiếp tục làm sử quan rất có khả năng sẽ gặp bất trắc. Những người tốt với Ngụy Quân nếu thật là phát ra từ trong lòng tốt với Ngụy Quân, bọn họ khẳng định cũng nguyện ý để ngụy quân thăng quan lần này vừa lúc khảo nghiệm một phen suy nghĩ thật sự trong lòng bọn họ cũng để ngụy quân thấy rõ thế thái nóng lạnh hắn bây giờ nhìn qua giống như vạn người kính ngưỡng nhưng trên thực tế thì sao những người tùy tùng hắn đó rốt cuộc là muốn để hắn còn sống hay là muốn cho hắn đi chết tin tưởng lần này ngụy quân có thể hiểu một số chuyện nếu có thể Trẩm vẫn rất muốn mang ngụy quân thu để mình dùng Nghe được càng đế nói như vậy, lục tổng quản nhìn bằng cặp mắt khác xưa đối với càng đế. Hắn không ngờ càng đế lần này suy xét vấn đề thế mà quả thật có năm phần đạo lý. Nói từ trên logic, cơ bản không chê vào đâu được. Xác thực, càng đế nói là đúng, nói đến cùng càng đế không có ý tứ muốn giết hoặc biếm ngụy quân, hắn là thăng quan cho ngụy quân. Lấy tuổi ngụy quân, lấy thời gian làm quan của ngụy quân, cái này thậm chí tính là hoàng đế coi trọng có thừa lục tổng quản cảm khái nói bệ hạ mạnh như thác đổ thần đã rõ vẫn là bệ hạ tài cao hơn một bậc càng đế tự tin cười cười hắn cũng cho rằng mình lần này cực kỳ cao minh đương nhiên phen dụng tâm lương khổ này của hắn cũng phải để tránh chủ biết mới được cho nên càng đế nói thẳng lục kim ý tứ của trẫm ngươi để lục nguyên hạo âm thầm hướng ngụy quân lộ ra một phen miễn cho ngụy quân chỉ biết một lòng một dạ kháng chỉ thật sự cho rằng các đại thần rắp tâm bất lương kia là người ủng hộ hắn. Thần lĩnh chỉ, nhất định để ngụy quân biết khổ tâm của bệ hạ. Lục tổng quản quyết đoán đáp ứng, sau đó thấp giọng nói, chỉ là như thế quá ủy khuất bệ hạ rồi, từ xưa đến nay chỉ có thần tử hướng hoàng đế cúi đầu, nào có đạo lý hoàng đế hướng thần tử cúi đầu. Càng đế tỏ vẻ không quan trọng, lục kim, thế gian này cũng không phải mọi người đều trung quân ái quốc như ngươi. Khuôn mặt già của lục tổng quản chưa đỏ một chút nào, tâm tính vững vàng. Lục Kim ta chính là một trái tim đỏ hướng mặt trời, đại biểu trung quân ái quốc. Trẫm đã là chủ thiên hạ, vậy hướng người trong thiên hạ cúi đầu cũng không quan uổng. Chỉ cần Ngụy Quân biết Trẫm mới là người thật sự muốn để hắn tiếp tục sống, Trẫm ủy khuất không tính là nhận uổng. Càng đế nói, Lục tổng quản tỏ vẻ cực kỳ kính nể, bệ hạ có phong thái viễn cổ nhân hoàng để lại, ta đọc hết sách sử, cũng chưa bao giờ thấy đế vương có thể chiêu hiền đại sĩ đến mức như thế có bệ hạ là phúc của đại càng càng đế nghe vậy trên mặt thiếu chút nữa cười nở hoa nhưng hắn cố kìm nén lại trẫm không để ý loại hư danh này càng đế ho nhẹ một tiếng cố gắng để giọng điệu của mình khôi phục bình thản thản nhiên nói được rồi đừng nịnh bợ nữa làm theo trẫm nói tranh thủ có thể mang ngụy quân tranh thủ vâng bệ hạ thần lập tức đi sắp xếp sau khi ra khỏi điện thanh tâm lục tổng quản cười lắc lắc đầu Triệu thiết trụ chờ ngoài điện ngay lập tức đi tới, chủ động hỏi, nghĩa phụ, bệ hạ nói như thế nào? Lục tổng quản mang tính toán của càng đế nói với triệu thiết trụ một lần. Triệu thiết trụ sau khi nghe xong rất giật mình, nghĩa phụ, quyết định này của bệ hạ giống như không có lỗi gì. Lục tổng quản nhìn triệu thiết trụ một cái, giọng điệu có chút cổ quái, không sai, thiết trụ, trách không được ngươi được bệ hạ coi trọng. Trong chính nghĩa tử của ta, bệ hạ thưởng thức nhất chính là ngươi, xem ra đều là có nguyên nhân. Nghĩa phụ, sao con cảm giác người đang mắng con? Triệu thiết trụ hồ nghi nói. Lục tổng quản vỗ vỗ bả vai triệu thiết trụ, bình tĩnh nói, tự tin chút, ta chính là đang mắng ngươi. Triệu thiết trụ. Nhưng con người ngu ngốc chút rất tốt, bệ hạ thích ngươi loại người ngu xuẩn hơn hắn này. Câu này lục tổng quản lúc nói tùy tay bày ra kết giới cách âm. Làm đầu lĩnh đặc vụ đại càng, cái này gọi là chuyên nghiệp. Từ trước tới giờ đều là hắn làm tai vách mạch trừng, còn chưa từng bị ai tai vách mạch trừng. Triệu thiết trụ phản ứng lại, hỏi, nghĩa phụ, kế hoạch của bệ hạ có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, chẳng qua là nghe qua có đạo lý mà thôi, nhưng thực tế thao tác căn bản không có khả năng thành công. Lục tổng quản nói, triệu thiết trụ không hiểu, vì sao? Con cảm giác bệ hạ nói rất có đạo lý mà bởi vì các ngươi căn bản đều không biết nhìn người. Lục Kim thản nhiên nói, bệ hạ đến bây giờ còn cho rằng ngụy quân sẽ bởi vì một số đại thần nào đó ác ý mà co vòi, ánh mắt nhìn người này cũng là không ai bằng. Ngụy quân sẽ bởi vì người nào đó muốn cho hắn chết, liền từ bỏ chủ trương của mình sao? Hắn sẽ bởi vì người khác phản bội, liền từ bỏ tâm nguyện ban đầu của mình sao? Lục Kim không trông cậy vào triệu thiết trụ trả lời, mà là tự hỏi tự đáp, sẽ không, bởi vì ngụy quân căn bản không phải vì đạt được đại thần tán thành mà làm việc trên thực tế văn võ đại thần cả triều này là nghĩ như thế nào ngụy quân căn bản cũng không quan tâm mắt của ngụy quân nhìn là thiên hạ không phải ích lợi thánh nhân sẽ chỉ thực tiễn thánh đạo của mình lại nào sẽ bởi vì ánh mắt lạnh lùng của người khác mà thay đổi ý nghĩ của mình triệu thiết trụ nghe vậy trầm mặt rất lâu sau đó mới mở miệng nói phi long nhận dạy bảo rồi nghĩa phụ ngài là đang giáo dục con phải lấy ngụy đại nhân làm chuẩn đúng không ngươi nghĩ nhiều rồi chỉ cái đầu óc này của ngươi không có khả năng lấy ngụy đại nhân làm chuẩn nhớ rõ bảo vệ tốt ngụy đại nhân an toàn là được triệu thiết trụ buồn cười triệu phi long ta không chịu nổi như vậy sao đúng rồi ba sát thủ kia trấn tây vương phái tới thế nào rồi lục tổng quản hỏi triệu thiết trụ nói người của chúng ta đã xuất phát hẳn là rất nhanh có thể xử lý xong bọn họ đừng giết bọn họ mang bọn họ luyện chế thành con rối để bọn họ dựa theo kế hoạch ban đầu ám sát ngụy quân ngươi âm thầm bảo hộ để tránh bọn họ thật sự thương tổn đến ngụy quân nhưng ngươi đừng dễ dàng ra tay cố gắng mang cơ hội ra tay nhường cho người khác ta vừa lúc muốn xem xem kinh thành sẽ có bao nhiêu người của trấn tây vương âm thầm phối hợp đợt này gọi là câu cá chấp pháp Mục tiêu nhỏ của lục tổng quản là mang thế lực trấn Tây Vương che giấu ở trong kinh thành nhổ tận gốc. Triệu thiết trụ có chút khó hiểu, nghĩa phụ, có nguyên hạo, ai có thể thương tổn được ngụy đại nhân. Đến thời điểm sát thủ ám sát ngụy quân, nguyên hạo khẳng định sẽ bị điều đi, ngươi tin hay không? Lục tổng quản cười hỏi. Triệu thiết trụ phản ứng lại, mồm khẽ há ra, giật mình nói, trấn Tây Vương có nhét người vào giám sát ti chúng ta. Chưa chắc là giám sát ti chúng ta, nhưng chung quy không thể thiếu người. Dù sao ngay cả ngươi cũng biết, không mang nguyên hạo điều đi, thì không thương tổn được ngụy quân. Lục Tổng quản nói. Triệu thiết trụ, cái gì gọi là ngay cả con cũng biết. Ta biết rất kỳ quái sao. Nếu không xem ngài là nghĩa phụ của ta, ta nhất định khiến ngài biết cái gì là nắm tay to bằng bao cát. Ba tên sát thủ này đến thật ra đúng lúc, vừa lúc phát huy công dụng. Khóe miệng lục tổng quản hiện lên một nụ cười, muốn tặng nhân tình, dứt khoát tặng lớn một chút, tin tưởng thượng quan thừa tướng sẽ cực kỳ cảm kích ta. Triệu thiết trụ lại nghe không hiểu, nghĩa phụ, thượng quan thừa tướng vì sao phải cảm kích người. Ngươi không cần thiết biết, lấy đầu óc của ngươi, không hiểu được mấy thứ này. Lục tổng quản nói thẳng. Làm quan cùng triều. Làm đại lão sấp sĩ cùng một cấp bậc như lục tổng quản, thượng quan thừa tướng, cơ soái bọn họ hiểu biết đối với nhau đều cực kỳ sâu dù sao cơ hội bọn họ hợp tác hoặc là đối kháng nhiều lắm hơn nữa chuyện thượng quan tinh phong người khác không biết nhưng giám sát ti là biết một ít chi tiết dù sao chuyện thượng quan tinh phong so với nhâm giao giao dễ điều tra hơn nhiều bí mật của nhâm giao giao giám sát ti là thật sự không biết nhưng chuyện thượng quan tinh phong lục tổng quản thật ra vẫn luôn biết đã biết tự nhiên cũng có thể đoán được thượng quan tinh phong cùng ngụy quân là đang diễn trò mà đã là đang diễn trò suy nghĩ của thượng quan thừa tướng tự nhiên cũng liền không khó phỏng đoán ở trong mắt lục tổng quản loại chuyện này thậm chí cũng không cần đi chứng thật tất cả đều ở trong không lời là đủ rồi chờ ngày sau khi hắn cần giúp hắn tin tưởng thượng quan thừa tướng sẽ mang nhân tình này trả lại cho hắn bởi vì hắn xác nhận hai người làm ra lựa chọn chung bao gồm cơ soái bọn họ các đại lão ở địa vị cao này có thể làm người ai cũng không muốn làm chó. Cho nên, rất nhiều chuyện không nói cũng hiểu. Mà bọn họ ăn ý phối hợp, cũng thuần thục làm người ta đau lòng càng đế. Một ngày sau, Thượng quan Thừa Tướng ở trong buổi chầu, chính thức đưa ra ý tưởng đẩy ngụy quân ra ngoài, để ngụy quân chủ chính một khu vực. Kẻ phụ họa ít ỏi không có mấy. Đại đa số mọi người đều bày tỏ phản đối. Dù sao tâm tư đề nghị này của Thượng quan Thừa Tướng ẩn chứa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cho dù là thừa tướng đảng, cũng không muốn ôm cái tiếng xấu này. Ngôn quan ngự sử càng trực tiếp mắng. Trong lúc nhất thời, thanh danh thượng quan thừa tướng vừa mới chuyển biến tốt một chút lại nghịch chuyển trở về. Hắn vẫn là thiếu niên trước kia. Phi, lời kịch sai rồi, vẫn là gian tướng trước kia, không có một chút thay đổi nào. Nhưng loại tiếng mắng này mấy năm nay thượng quan thừa tướng đã quen rồi ngụy quân là ăn cơm ngủ mắng càng đế thượng quan thừa tướng là ăn cơm ngủ bị người ta mắng chuyện lớn bao nhiêu thượng quan thừa tướng hoàn toàn lơ đễnh trực tiếp mang càng đế bê ra đây là khẩu dụ của bệ hạ các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao thượng quan thừa tướng lộ ra thủ đoạn sau cùng nhưng lúc này còn chưa cho thượng quan tinh phong nhiều thời gian sâu chuỗi triều thần hơn nữa thượng quan thừa tướng cũng có vây cánh vô luận hắn nói cái gì đều không não ủng hộ cái loại đó tuy ít nhưng mà loại người này khách quan tồn tại thượng quan tinh phong cũng chưa ám chỉ với loại người này thượng quan tinh phong khẳng định cũng không thể mang ý tứ của thượng quan thừa tướng tuyên dương cả thế giới đều biết chuyện này khảo nghiệm đối với thượng quan tinh phong khó khăn ở chỗ hắn nắm chắc một hạng độ như thế nào ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ ý đồ của thượng quan thừa tướng làm được để quan viên lục bộ phủ quyết thánh chỉ của càng đế một khi bại lộ ý đồ của thượng quan thừa tướng lần mưu tính này của thượng quan thừa tướng liền thất bại toàn bộ cho nên cái này yêu cầu rất cao đối với thượng quan tinh phong một ngày thời gian khẳng định là không hoàn thành ngày đó buổi chầu tan rã trong không vui cuối cùng chưa đạt thành quyết nghị hôm sau vẫn như cũ là chưa thương lượng được hơn nữa ngụy quân trực tiếp lên tiếng tỏ vẻ mình muốn chết ở trên vị trí người chấp bút này cho dù kháng chỉ bất tuân ngụy quân ta cũng nhất định sẽ mang chân tướng chiến tranh vệ quốc viết ở trên sách sử. Sử xanh sáng tỏ, bút sử như đao. Có một số người không muốn nhìn thấy ta tiếp tục đưa ra ngoài ánh sáng chân tướng năm đó, cho nên muốn mang ta từ trên vị trí người chấp bút đuổi đi. Ta muốn nói cho những người này, điều đó không có khả năng. Trừ phi giết chết ta, nếu không chân tướng chắc chắn rõ ràng trước cả thiên hạ. Ngụy quân cả bài lên tiếng trọng điểm là giết chết ta. Đáng tiếc, người đời tất cả đều đã hiểu sai trọng điểm không có ai hiểu hắn đối với thái độ này của ngụy quân người đời bày tỏ tập thể cúng bái ngụy đại nhân đúng là ngụy đại nhân trừ ngụy đại nhân ai viết sách sử ta cũng không tin ngụy đại nhân nói rất đúng chính là vì hắn quá chính trực cho nên có một số người không muốn thấy ngụy đại nhân tiếp tục đưa ra ngoài ánh sáng chân tướng năm đó ngụy đại nhân là lương tâm cuối cùng của đại càng ngay cả ngụy đại nhân quân tử trung can nghĩa đảm như vậy cũng phải bị trục xuất đại càng còn có hy vọng sao kiên quyết phản đối trục xuất ngụy đại nhân dư luận toàn diện ngã về ngụy quân hơn phân nửa nguyên nhân là ngụy quân thiết lập nhân vật quá vững vốn tuyệt đại đa số mọi người cũng là ủng hộ hắn non nửa nguyên nhân là thượng quan tinh phong đang phát lực bầu không khí dư luận này là thứ thượng quan tinh phong muốn tuy đây là lấy thanh danh thượng quan gia quét rác trả giá nhưng không sao thượng quan gia từ thượng quan thừa tướng đến thượng quan uyển nhi lại đến thượng quan tinh phong không một ai để ý cho nên thượng quan tinh phong mang nhà mình bán một cái hoàn toàn triệt để dư luận quả thật có thể ảnh hưởng một việc phát triển cùng với tâm tính rất nhiều người khi toàn bộ quốc dân đều tập thể phản đối một việc rất nhiều quan viên cũng sẽ theo bản năng không dám ủng hộ từ xưa đến nay cơ bản đều là như thế dù sao không phải mọi người đều có dũng khí của kim lăng pháp quan thượng quan tinh phong mang loại tâm tính này lợi dụng vô cùng tốt khi lại một lần nữa buổi chầu mở ra thượng quan thừa tướng sau khi trực tiếp thỉnh ra thánh chỉ của càng đế thượng quan tinh phong đã sớm an bài sẵn lên sân khấu phong bác chúng ta muốn phong bác rất nhiều thời điểm người ta cần chính là đánh vỡ lòng chim đi ra ngoài chỉ muốn đi ra chính là một mảnh trời đất khác giống với càng đế rất nhiều người đều quên thì ra đại thần còn có thể sử dụng phong bác phủ quyết thánh chỉ của hoàng đế dù sao không phải mọi người đều có tố chất nghề nghiệp cùng năng lực chuyên nghiệp của thượng quan thừa tướng nhưng ở dưới sự nhắc nhở này tất cả mọi người đều nhớ ra vì thế kẻ hưởng ứng bắt đầu liên tiếp phong bác đúng phong bác chúng ta muốn hành xử quyền lực của mình chúng ta có quyền lực phủ quyết thánh chỉ hoang đường của hoàng đế các quan viên lục khoa hưng phấn hẳn lên. Thì ra mình trâu bò như vậy. Bọn họ đã mở khóa một hạng kỹ năng mới. Tình thế đầy tốt đẹp. Quan viên lục khoa đứng ra càng lúc càng nhiều. Mắt thấy đã đạt tới tiêu chuẩn phong bác. Khóe miệng thượng quan thừa tướng cong lên một nụ cười. Tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn, thành rồi. Hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, đột nhiên, nghe được một câu quen thuộc các ngươi là muốn đưa ngụy đại nhân đi chết sao trong lòng thượng quan thừa tướng đang nghe truyện trên tv audio cv căng thẳng ngẩng đầu nhìn thấy được lễ bộ thượng thư siêu cấp đại lão từ trên cấp bậc trên lý luận chỉ thấp hơn lão một cái đầu trong sáu bộ lễ bộ cầm đầu lễ bộ tôn quý nhất đương nhiên đây là trên danh nghĩa sở dĩ quy định như vậy cũng là bởi vì lễ bộ vẫn luôn là đất phần trăm của nho gia liên quan lễ nghi quy phạm đều là nội bộ nho gia chế định cũng do các đời đệ tử nho gia phụ trách thủ hộ trên cơ bản dưới tình huống bình thường mỗi một nhiệm kỳ lễ bộ thượng thư đều là đại nho của nho gia sẽ không tham dự chính sự như thế nào cả nhưng địa vị lại rất củng cố củng cố đến mức ngay cả hoàng đế không có tình huống đặc thù cũng không thể tùy ý bổ nhiệm hay đuổi lễ bộ thượng thư lễ bộ thượng thư là do nội bộ nho gia tự mình đề cử đương nhiên loại nội tình này bên ngoài không biết tình huống nhưng thượng quan thừa tướng là rất rõ thượng quan thừa tướng không ngờ lễ bộ một lần này thế mà đứng ở bên kia của càng đế hơn nữa đưa ra lý do không thể bắt bẻ lễ bộ thượng thư nhìn quanh nói năng có khí phách ngụy quân ngụy đại nhân tỏ thái độ đã có tử chí chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra ngụy đại nhân không sợ chết nguyện ý vì nước hiến thân đó là ngụy đại nhân đạo đức tốt nhưng chúng ta cùng ngụy đại nhân làm bề tôi cùng triều hiện nay đã có cơ hội có thể giúp ngụy đại nhân thoát ly nguy hiểm hơn nữa thăng chức rất nhanh chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn ngụy đại nhân đi chịu chết các vị đồng nghiệp các ngươi rốt cuộc là đang ủng hộ ngụy đại nhân hay là vì thanh danh của mình mang ngụy đại nhân đặt trong nguy hiểm hoặc là các ngươi chỉ là vì phản đối bệ hạ căn bản không có quan hệ với ngụy đại nhân các vị nghĩ cho kỹ đi đánh giá trong lòng mình một phen các ngươi rốt cuộc có mang an nguy của ngụy đại nhân quốc sĩ như vậy đặt ở vị trí số một hay không bệ hạ là muốn cho ngụy đại nhân thăng quan để ngụy đại nhân có cơ hội chủ chính một phương cái này đối với ngụy đại nhân mà nói chẳng lẽ là một chuyện xấu sao lão phu bày tỏ thái độ trước lão phu ủng hộ ngụy đại nhân chuyển ra ngoài nhớ kỹ là chuyển ra ngoài không phải lưu đày lễ bộ thượng thư đột nhiên giết ra khiến cục diện thoát ly thượng quan thừa tướng khống chế Đoạn lời này của Lễ Bộ Thượng thư có lý lẽ có chứng cứ, logic chặt chẽ, hơn nữa có nhân tính có chứng cớ cũng có biện luận cá nhân, khiến người ta không thể phản bác. Sau khi nghe được đoạn lời này của hắn, rất nhanh, liền lục tục có người rời khỏi hàng ngũ Phong Bác. Trong quan viên sáu bộ, bị Lễ Bộ Thượng thư ít nhất khuyên lui một phần năm. Tuy nhìn qua nhân số không nhiều, nhưng Phong Bác hết phim rồi. Điều này làm lòng thượng quan thừa tướng chìm vào đáy vực cũng khiến lục tổng quản và cơ soái mang ánh mắt ném về phía lễ bộ thượng thư bọn họ đang tự hỏi một sự kiện để ngụy quân ra ngoài rốt cuộc là ý tứ của một mình lễ bộ thượng thư hay là ý tứ của toàn bộ nho gia nội bộ nho gia chẳng lẽ không ủng hộ ngụy quân nữa nhưng đoạn thời gian trước ở trên đại hội luận đạo nho gia vừa mới chịu thua đối với ngụy quân vì sao biến nhanh như vậy trong đó lại rốt cuộc có huyền cơ gì bọn họ không biết thượng quan thừa tướng cũng không biết bọn họ chỉ biết buổi chầu một lần này lại tiếp tục tan rã trong không vui mà buổi chầu lần sau sẽ quyết định vận mệnh cuối cùng của ngụy quân bởi vì không có khả năng vì con đường làm quan của vẻn vẹn một quan lại lục phẩm mỗi lần chầu đều lựa chọn tan rã trong không vui buổi chầu lần sau chính là một lần cuối cùng mà cục diện trước mắt không thể lạc quan đương nhiên thượng quan thừa tướng mang tâm tư của mình che giấu rất tốt hoàn toàn chưa bày ra ở sau khi tan chầu thượng quan thừa tướng thậm chí còn chủ động đi tìm lễ bộ thượng thư thám thính nguyên nhân thật sự lễ bộ thượng thư hôm nay đứng ra vương thượng thư đa tạ ngươi hôm nay trượng nghĩa nói thẳng thượng quan thừa tướng cười ha ha nói vương thượng thư gật gật đầu nói thượng quan thừa tướng khách khí rồi lão phu nói đều là lời tâm huyết ngụy đại nhân tài hoa hơn người thiên phú siêu tuyệt đáng quý là còn trung can nghĩa đảm, thấy chết không sờn, tuyệt đối là hạt giống thánh nhân hiếm có. Người trẻ tuổi trắc tuyệt như thế, vốn nên rèn luyện nhiều hơn, mấy lão già chúng ta cũng phải hộ giá hộ tống nhiều hơn cho hắn mới phải. Trong lòng thượng quan thừa tướng thầm mắng. Tâm tư của càng đế thượng quan thừa tướng nghe giọng đã có thể nghe không sai khác là bao. Nhưng tâm tư vương thượng thư, thượng quan thừa tướng nghe lão nói chuyện căn bản nghe không hiểu tất cả đều là lời nói khách sáo của quan trường một chút tin tức hữu dụng cũng không có thượng quan thừa tướng đánh bạo thử nói vương thượng thư ngụy đại nhân thời điểm lần trước ngồi mà luận đạo có phải đắc tội rất nhiều đại nho hay không vương thượng thư cười thượng quan thừa tướng cứ yên tâm ngươi cũng là đại nho đại nho nho gia chúng ta cái khác không được lòng dạ vẫn là được ta cam đoan với ngươi lần này ta không phải đang nhằm vào ngụy quân ta là thật sự tốt cho hắn Thượng quan thừa tướng không phán đoán được thật giả trong lời này của Vương Thượng thư. Ít nhất chính lão chưa phát hiện Vương Thượng thư có dấu hiệu nói dối. Điều này làm Thượng quan thừa tướng cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu lời của Vương Thượng thư thật sự phát ra từ công tâm, vậy lần này chính là sự kiện đâm xe cỡ lớn. Ở cùng lúc Thượng quan thừa tướng và Vương Thượng thư nói chuyện, trước tòa soạn phá hiểu, sắp xảy ra một sự kiện ám sát nghe rợn cả người. Lục tổng quản sớm nhận được tin tức là triệu thiết trụ hướng hắn báo cáo. Nghĩa phụ, người dự đoán quả nhiên không sai, Nguyên Hạo bị người ta cố ý gọi đi rồi, ngay cả Bạch Khuynh Tâm Đại Nhân cũng bị cố ý gọi đi rồi. Trước mắt lục tổng quản sáng ngời, ai làm? Con đã tra, đều là người của chính khí minh. Triệu thiết trụ nói. Lục tổng quản ngẩn ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Đáp án này, thật sự là ra ngoài dự kiến của ta tâm tình triệu thiết trụ cũng rất nặng nề nghĩa phụ hai ngày trước ngụy quân cùng chu tế tử công khai trở mặt chính khí minh sẽ không là muốn đối phó ngụy đại nhân chứ hẳn là sẽ không nhưng tình huống trước mắt này ta cũng xem không hiểu ánh mắt lục tổng quản có chút sâu thẳm vốn hắn cho rằng là một cục diện rất đơn giản nhưng bây giờ cục diện này đột nhiên trở nên sâu không lường được ngay cả hắn cũng bắt đầu thấy không rõ nếu chính khí minh nhúng tay Tất cả đều trở nên không thể khống chế. Nghĩa phụ yên tâm, ba sát thủ kia đã bị người của chúng ta luyện chế thành con rối, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với Ngụy đại nhân. Như vậy có khả năng sẽ bại lộ chúng ta âm thầm bảo hộ Ngụy quân." Lục tổng quản trầm giọng nói. "Giám sát ti có thể là một thanh đao của hoàng đế, nhưng không thể là một thanh đao của Ngụy quân. Nếu để người ta biết giám sát ti âm thầm bảo hộ Ngụy quân, vậy giám sát ti cùng Ngụy quân đều sẽ gặp tai ương ngập đầu." cũng may lục tổng quản đã sớm đoán trước được lục nguyên hạo có thể sẽ bị điều đi sớm đã có sắp xếp nhưng vì để ngừa vạn nhất hắn vẫn truyền âm cho nhâm giao giao lần nữa không sai là nhâm giao giao đây là thần hộ mệnh lục tổng quản âm thầm an bài cho ngụy quân lục tổng quản tin tưởng trấn tây vương có thể mang lục nguyên hạo bạch khuynh tâm thậm chí là lâm tiết hai vị tướng quân toàn bộ từ bên người ngụy quân điều đi một lát nhưng trấn tây vương khẳng định sẽ không ngờ được nhâm giao giao sẽ nguyện ý bảo hộ ngụy quân hơn nữa lục tổng quản kính nhờ cũng không phải nhâm giao giao hắn kính nhờ là đại hoàng tử chẳng qua là thông qua nhâm giao giao làm trạm trung chuyển để nhâm giao giao đi mời đại hoàng tử ra mặt thay đối với thực lực của đại hoàng tử giám sát ti là có hiểu biết dù sao từng động thủ với lục nguyên hạo tuy không bằng lục nguyên hạo nhưng cũng đủ bảo vệ ngụy quân không cần đại hoàng tử bảo hộ quá thành công, chỉ cần gây ra một chút động tĩnh, các cao nhân kinh thành liền có lý do ra mặt, ngụy quân liền không có khả năng có nguy hiểm nữa. Cho nên lục tổng quản lần này làm ba tầng bảo hiểm, cần phải yêu cầu cam đoan ngụy quân nhân thân an toàn. Mà nhâm giao giao cho lục tổng quản câu trả lời khiến lục tổng quản yên tâm, đồng thời còn có chút kinh ngạc. Hồ Vương đã sớm để đại hoàng tử âm thầm bảo hộ ngụy quân. Hơn nữa ở trước hôm nay cũng có cố ý nhắc nhở. Hồ Vương cũng biết lần ám sát này. Lục Tổng quản nhíu mày. Chuyện này càng ngày càng thoát ly thiết kế lúc ban đầu của hắn. Người bị liên lụy vào, cũng càng ngày càng nhiều. Hắn rất lo lắng ngụy quân liên lụy trong đó, có thể thật sự có gì nguy hiểm hay không. Mà lúc này ngụy quân bị lục tổng quản lo lắng, đang nhìn ba sát thủ chết không nhắm mắt trên mặt đất, tức đến cả người phát trung. Đại hoàng tử cho rằng ngụy quân là bị dọa dù sao hôm nay bên người ngụy quân thật sự không có lực lượng bảo vệ gì hắn cũng là bị hồ vương lâm thời gọi tới vừa rồi trong đó có một thích khách giao găm cũng đã đặt trên cổ ngụy quân thậm chí làn da ngụy quân cũng đã bắt đầu đổ máu nếu không phải hắn ra tay kịp thời ngụy quân bây giờ nói không chừng đã là vong hồn dưới đao của thích khách còn có thích khách sử dụng tên kia trên mũi tên rõ ràng chứa kịch độc gặp máu là chết vừa rồi chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút như vậy đã bắn tới ngụy quân may mắn hắn kịp thời chạy tới nếu không ngụy quân vừa rồi nói không chừng đã chết hai lần mới từ trên quỷ môn quan bò về ngụy quân có phản ứng gì ở trong mắt đại hoàng tử cũng là bình thường đại hoàng tử an ủi ngụy đại nhân ngươi không cần lo lắng thích khách đã bị đánh gục toàn bộ ngươi sẽ không có nguy hiểm nữa ngụy quân mang ánh mắt đặt ở trên người đại hoàng tử ngay cả ánh mắt cũng là màu đỏ vừa rồi hắn thật sự thiếu chút nữa đã chết hắn đã cảm nhận được nữ thần tử vong triệu hồi kết quả đại hoàng tử đột nhiên nhảy ra khiến hắn cùng tử vong nữ thần âm dương cách biệt ngụy quân bây giờ rất muốn giết người cũng may hắn khống chế được bản thân ngươi là từ đâu toát ra ngụy quân hỏi câu này cực kỳ dùng sức thiếu chút nữa đã không nhịn xuống nói tục đại hoàng tử cũng chưa ý thức được suy nghĩ chân thật của ngụy quân hắn rất thản nhiên giải thích di nương không biết từ nơi nào biết được có thích khách muốn ám sát ngụy huynh cho nên lệnh ta chạy vội tới hồ vương nắm tay ngụy quân lặng yên siết chặt tốt lắm thù này không đội trời chung đại hoàng tử chưa phát hiện ngụy quân không thích hợp hắn nhíu mày nói vừa rồi sát thủ này trước khi chết nói bảo ngụy đại nhân ngươi bớt quản chuyện không nên quản nếu không ngươi sớm muộn gì khó thoát chết ban ngày ban mặt những người này không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi. Ngụy đại nhân ngươi cứ yên tâm, việc này bản cung tất nhiên để lục phiến môn cho ngươi một cái công đạo. Trong lòng Ngụy quân cực hận. Bản thiên đế không muốn công đạo. Bản thiên đế chỉ muốn chết. Chuyện Ngụy quân gặp ám sát ở thời gian ngắn nhất truyền khắp kinh thành. Đồng thời truyền khắp kinh thành, còn có câu cảnh cáo kia của sát thủ trước khi chết. Bất quản chuyện không nên quản, nếu không sớm muộn gì khó thoát chết dân chúng kinh thành tập thể phẫn nộ rồi vậy mà dám uy hiếp ngụy đại nhân như vậy hơn nữa còn dám ám sát ngụy đại nhân quốc gia này còn có phương pháp hay không các đại thần cũng rất phẫn nộ quan điểm chính trị khác nhau là một chuyện thuê kẻ giết người chính là một câu chuyện khác đảng tranh không liên quan tính mạng càng không đề cập vợ con đây là quy tắc ngầm của quan trường mặc cho ai phá hủy loại quy tắc ngầm này đều sẽ bị trả thù tập thể các quan viên ban đầu ủng hộ ngụy quân ra ngoài thăng quan trực tiếp thay đổi ý tưởng vì để ngụy quân rời khỏi chức vị bây giờ thế mà không tiếc tìm kẻ giết người hành vi cỡ này quả thực nghe rợn cả người bọn họ tuyệt không thể nhịn được đối phương đã muốn cho ngụy quân rời vị trí vậy bọn họ nhất định phản đối đến cùng quan viên sáu bộ bắt đầu tự phát sâu chuỗi ngụy quân gặp ám sát ngược lại khiến hy vọng ngụy quân ở lại kinh thành tăng vọt mà người khởi xướng tất cả cái này thượng quan thừa tướng cùng lục tổng quản ở giữa chen ngang một gậy đều lâm vào mê mang nhất là thượng quan thừa tướng bố cục này là lão đặt ra nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn thoát ly lão khống chế tuy kết quả nhìn qua không khác nhiều với tính toán lúc ban đầu của lão nhưng thượng quan thừa tướng biết rất rõ ràng cái này cũng không phải mình tạo thành phụ thân ngài nghĩ như thế nào Thượng quan Tinh Phong cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Thượng quan thừa tướng trầm ngâm thật lâu, mặt như sương lạnh, ta chuẩn bị một bàn đồ ăn, lại có hai bàn khách tới, có lẽ còn không chỉ hai bàn, bữa này ăn như thế nào? "Phụ thân, khách nhân một bàn khác sẽ là chính khí minh sao?" Thượng quan Tinh Phong hỏi. Thượng quan thừa tướng trầm giọng nói, nếu chỉ có chính khí minh, vậy tất cả còn dễ nói, chỉ sợ còn có bàn khách thứ ba. Bàn khách thứ ba trong loạn thủ thắng, từng chiêu trí mạng. Tinh phong, ta ngửi được khí tức quen thuộc. Năm đó trên chiến trường vệ quốc, có người chính là đánh trận như thế này. Thượng quan thừa tướng nói. Thượng quan tinh phong phản ứng lại, Trần Bách Lý. Bờ Tây Hải. Trấn Tây Vương Phủ. Trấn Tây Vương buông xuống truyền âm phù trong tay, ánh mắt nhìn phía đông xa xôi. Đó là phương hướng kinh thành. Bên cạnh Trấn Tây Vương có một thư sinh. Hắn chủ động hỏi: "Vương gia, kinh thành có tin tức rồi sao?" "Ám sát thất bại." Trấn Tây Vương nói. "Thư sinh cả kinh, thất bại?" "Không đúng nha, chúng ta đã an bài rất kín đáo. Liên Minh tu chân giả cùng chính khí minh đều đứng về phía chúng ta, sao có khả năng còn có thể thất bại?" Trấn Tây Vương nhìn thoáng qua thư sinh cả kinh, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc, "Có lục kim lấy nhàn nhã đánh mệt mỏi, ám sát sao có khả năng thành công?" Lục Kim Giám sát ti biết trước tin tức Bọn họ là làm sao mà biết được Thư sinh khó hiểu Trấn Tây Vương giọng điệu châm chọc Tiên sinh, ngươi có biết bổn vương vì sao không thích các ngươi đám mưu sĩ này không? Xin vương gia giải thích nghi hoặc Các ngươi những người này luôn coi mình quá thông minh Nhìn người khác quá khu xuẩn Tin tức bổn vương tự mình nói cho ngươi Lục Kim sao có khả năng không biết Hắn nếu không biết, bổn vương không phải diễn trò cho ngươi xem vô ích rồi trấn tây vương thản nhiên nói lòng thư sinh chìm vào đáy vực hắn không giải thích cho bản thân bởi vì hắn biết trấn tây vương đã dám nói như vậy khẳng định sớm đã xác nhận thân phận của hắn vương gia ngài từ khi nào biết ta là cơ sở ngầm của giám sát ti thư sinh cười khổ nói giọng trấn tây vương lạnh lùng bổn vương ngay từ đầu đã biết nhưng bản vương một lòng vì nước liền cho ngươi ở lại bên người lại có gì to tác đâu. Thư sinh tiếp tục cười khổ. Hóa ra nhiều năm qua như vậy, thật sự ngu xuẩn vẫn là mình. Vương gia, ngài đã biết thân phận của ta, lại vì sao cố ý hướng ta lộ ra tin tức. Bởi vì thật sự có người muốn giết ngụy quân, mà bổn vương muốn cho ngụy quân sống. Trấn Tây Vương lại cười lạnh một tiếng, mọi người đều cho rằng là bổn vương mang Trần Bách Lý ép làm phản, ngay cả đương kim bệ hạ cũng cho rằng như vậy cho nên hắn phong tỏa tin tức xóa đi tất cả dấu vết của trần bách lý giống như người này từ trước tới giờ đều chưa từng tồn tại nhưng trần bách lý từng tồn tại toàn bộ người biết trần bách lý tồn tại mấy năm nay vẫn luôn dùng ánh mắt khác thường đối đãi bổn vương nhưng bổn vương cùng trần bách lý từ trước tới giờ đều không có khúc mắt trước giờ đều không có trấn tây vương nói xong lời cuối cùng tăng thêm giọng điệu có người không muốn để trần bách lý trở về lại càng không muốn để ngụy quân đi điều tra chân tướng năm đó nhưng cái tiếng xấu này bổn vương đã gánh rất nhiều năm bổn vương chịu đủ rồi trong thiên hạ chỉ có ngụy quân điều tra ra chân tướng bổn vương tin tưởng người đời cũng tin tưởng cho nên bất luận kẻ nào cũng có thể chết nhưng ngụy quân phải sống bổn vương vì để ngừa vạn nhất thậm chí đặc biệt nhắc nhở hồ vương để nàng nhớ sắp xếp đại hoàng tử bảo vệ ngụy quân kế sách vạn toàn thư sinh Hắn bị trấn Tây Vương hoàn toàn đùa bẩn trong lòng bàn tay. Chuẩn xác mà nói, một chiêu này của trấn Tây Vương mang mọi người đều đùa bẩn. Thư sinh nghĩ tới Trần Trường Sinh Tông chủ Trường Sinh Tông, đại nho của chính khí Minh, lễ bộ thượng thư Minh Hữu trong triều của trấn Tây Vương, cùng với hồ vương của Yêu Đình, còn có lục tổng quản của giám sát ti. Thậm chí còn có thượng quan thừa tướng hắn không biết. Mọi người đều cho rằng trấn Tây Vương ở tầng thứ nhất. Nhưng trên thực tế, trấn Tây Vương ở tầng khí quyển. Nhưng thư sinh vẫn không hiểu. Vương gia, ngài vì sao phải làm như vậy? Vì sao bây giờ mới muốn tự chứng minh trong sạch? Tiên đế lúc còn sống nói với ta, vì đại càng ổn định, việc này từ bỏ ở đây, không truy cứu nữa. Vậy ngài vì sao phải nhắc lại chuyện xưa? Không phải bổn vương muốn nhắc lại, là Trần Bách Lý tự mình muốn trở lại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Trần Bách Lý thật sự chỉ là tới thăm đại càng? Nếu là Trần Bách Lý từ đây mai danh ẩn tích, bổn vương dù gánh tiếng xấu cả đời lại như thế nào? Tất cả vì đại càng mà thôi. Nhìn trấn Tây Vương kiên nghị như núi, thư sinh cười tự dẻo, cũng đúng, vương gia là vị thần quân sự mạnh nhất hoàng tộc, thiết huyết thống soái trong núi thay biển máu giết ra. Ta một tên cơ sở ngầm nho nhỏ của giám sát ti, nếu có thể lừa gạt vương gia, vậy mới là chuyện cười trong thiên hạ. Đây mới là phong thái vương gia nên có, đây mới là chủ thượng được trên dưới bờ tây hải sống chết tùy tùng thư sinh mang ánh mắt đặt ở trên một bức tranh chữ trong thư phòng trấn tây vương nụ cười càng thêm cay đắng bên trên có khắc một bài thơ không dối vương gia ta cho rằng bài thơ này là ngài bỏ số tiền lớn cầu đến thổi phòng mình ánh mắt của trấn tây vương cũng rơi ở trên bài thơ này trên mặt hắn đã xuất hiện nụ cười ngươi không hiểu ta ta không trách ngươi tri kỷ vốn khó cầu nhưng trên đời này bổn vương cũng có tri kỷ Bài thơ này là quà mừng thọ Trần Bách Lý năm nay tặng ta Trên mặt thư sinh xuất hiện biểu cảm cực độ kinh ngạc Trần Bách Lý tặng Chuyện này hắn cũng hoàn toàn không biết Đây là một tin tức khiến hắn hoàn toàn lâm vào hỗn loạn Trấn Tây Vương không quan tâm suy nghĩ của thư sinh Hắn nhìn thơ trên tường lại nghĩ tới bạn cũ năm đó Thập niên khu trì hải sắc hàng Cô thần vu thử vọng thần loan phùng sương tẩn thị tâm đầu huyết sái hướng thiên phong thu diệp đan bách lý bài thơ này là đang viết ta hay là đang viết chính ngươi yêu đình yêu hoàng sau khi nghe xong hồ vương bẩm báo như có chút suy nghĩ chính khí minh đang nhằm vào ngụy quân yêu hoàng rất nghi hoặc ngụy quân cùng chính khí minh hoàn toàn trở mặt rồi có phải đang diễn trò hay không bệ hạ yên tâm ngụy quân cùng chu phân phương trở mặt có lẽ là diễn trò nhưng trở mặt với chính khí minh lại tuyệt đối sẽ không là diễn trò. Thích khách trấn Tây Vương phái đi giết ngụy quân là thật, nếu không phải ta kịp thời nhận được tin tức, để tử kiện kịp thời chạy tới, ngụy quân bây giờ rất có thể đã chết. Hồ Vương nói. Yêu Hoàng nhíu mày nói, trấn Tây Vương cũng muốn giết ngụy quân. Bổn Hoàng sao cảm giác khắp thiên hạ đều muốn giết ngụy quân. Ngụy quân nếu là biết yêu Hoàng nói như vậy, khẳng định sẽ trào phúng yêu Hoàng mắt mù rõ ràng là cả thiên hạ đều muốn bảo hộ ta nơi nào cả thiên hạ đều muốn giết ta nhưng yêu hoàng không biết hồ vương cũng không biết hồ vương nói chính bởi vì như thế cho nên chúng ta mới nên bảo vệ ngụy quân bệ hạ bảo vệ ngụy quân có thể đủ khiến rất nhiều người đêm không thể ngủ giết ngụy quân ngược lại sẽ làm đại càng ổn định yêu hoàng chậm rãi gật gật đầu nói hồ vương lời ấy có lý nhưng bổn hoàng vẫn không hiểu, Ngụy Quân lại là như thế nào nhất lên quan hệ với Trấn Tây Vương. Bệ hạ, Ngụy Quân cùng Trấn Tây Vương hẳn là không có liên quan, vấn đề xảy ra ở trên người Trần Bách Lý." Hồ Vương nói. "Trần Bách Lý?" Yêu hoàng dần dần nhớ lại cái tên này, năm đó ở trên chiến trường vệ quốc nhiều lần hiến kế lạ, ngang trời xuất thế, quỷ mưu Trần Bách Lý. Bổn hoàng nhớ hắn năm đó lựa chọn làm phản đi theo địch. "Đúng, chính là hắn." Nếu không có gì bất ngờ, Trần Bách Lý hẳn là bị Trấn Tây Vương ép làm phản, việc này tất có bí ẩn phía sau màn. Hôm nay Trần Bách Lý từ hải ngoại trở về, lấy thân phận đoàn trưởng sứ đoàn quốc gia Tây Đại Lục thăm Đại Càng, khẳng định là muốn một lần nữa công bố tin tức năm đó. Bệ hạ, nếu không có gì bất ngờ, Đại Càng sắp loạn rồi. Hồ Vương có chút hưng phấn. Yêu Hoàng đã nghe hiểu, trầm giọng hỏi, Trần Bách Lý là trở về báo thù. Không có giải thích khác, hơn nữa trần bách lý rất biết tìm thời cơ công khai nói muốn gặp mặt với ngụy quân rất hiển nhiên trần bách lý mấy năm nay tuy ở tây đại lục nhưng cực kỳ hiểu biết đối với tình huống đại càng hắn biết ngụy quân là người có thể giúp hắn người khác có lẽ sẽ bởi vì quyền thế trấn tây vương mà co lại nhưng ngụy quân sẽ không cho nên ngụy quân sẽ vạch trần chân tướng đại càng rung chuyển sẽ bởi vậy bắt đầu hồ vương có chút hướng tới nàng cảm giác mình đang chứng kiến bước ngoặt lịch sử một đoạn thời gian tương lai tất nhiên sẽ sinh ra biến đổi lớn đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục đó có lẽ chính là cơ hội của yêu đình bệ hạ còn có một việc căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo binh đoàn tây đại lục đã đang sẵn sàng ra trận ở sau khi cách mạng khoa học kỹ thuật chấm dứt tây đại lục cố ý phát động lần viễn chinh thứ hai chiến tranh có lẽ lại sắp bắt đầu rồi yêu hoàng nheo mắt cũng bắt đầu hưng phấn hẳn lên xem ra trần bách lý này quả nhiên lai giả bất thiện ở loại thời điểm này mặc dù tra ra trấn tây vương năm đó có tội đại càng có sự quyết đoán xử trí sao tuyến dọc bờ tây hải đều là vách sách giang sơn trấn tây vương một tay tạo ra hồ vương cười bệ hạ nếu đại càng là hoàng đế cầm quyền vậy tất nhiên là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ nhưng phụ trách viết sách sử cho chiến tranh vệ quốc là ngụy quân chỉ cần ngụy quân còn sống lấy tính tình ngụy quân hắn tất nhiên sẽ đưa ra ngoài ánh sáng toàn bộ chân tướng đến lúc đó tất cả đều sẽ không thể nghịch chuyển không sai ngụy quân rất quan trọng yêu hoàng đối với nhân phẩm của ngụy quân cũng là rất tín nhiệm ở trên vấn đề viết sách sử này người đời đều tin tưởng ngụy quân viết tất cả đều là chân tướng hồ vương an toàn của ngụy quân do ngươi phụ trách một đoạn thời gian tương lai ở trước khi hắn mang chuyện trần bách lý điều tra rõ tuyệt đối không thể để ngụy quân gặp chuyện yêu hoàng phân phó hồ vương lĩnh mệnh Bệ hạ An Minh. Yêu hoàng gật gật đầu, bỗng nhiên nhíu mày nói, "Hồ Vương, Trần Bách Lý có thể là người của Thiết huyết cứu quốc hội hay không?" Bổng hoàng nhớ năm đó thái tử đại càng tựa như từng công khai mời Trần Bách Lý gia nhập Thiết huyết cứu quốc hội. Nhưng Trần Bách Lý đã từ chối. Hồ Vương khẽ cười nói, "Bệ hạ yên tâm đi, Trần Bách Lý tuyệt đối sẽ không là người của Thiết huyết cứu quốc hội." "Vì sao?" Yêu hoàng không hiểu Hồ Vương vì sao khẳng định như thế. Hồ Vương giải thích, thứ nhất, thiết huyết cứu quốc hội tuy tiếng tâm không nhỏ, nhưng ở trên chiến trường vệ quốc, bọn họ căn bản không phải chủ lực. Thiết huyết cứu quốc hội là tổ chức thái tử đại càng một tay thành lập lên, thành viên cũng phần lớn đều là người trẻ tuổi cùng thế hệ bọn họ. Mà chủ lực kháng chiến của đại càng là đám người dương thủ nghiệp cơ trường không, so với thành viên thiết huyết cứu quốc hội lớn hơn một lứa. Bao gồm Trấn Tây Vương và Trần Bách Lý, bọn họ cũng là người một thế hệ trước, cùng người của thiết huyết cứu quốc hội là hai giới khác nhau, hơn nữa nói từ trên chiến công, bọn họ những người này cao hơn một bậc. Nói không dễ nghe, bọn họ gia nhập thiết huyết cứu quốc hội, là bọn họ nghe thái tử đại càng, hay là thái tử đại càng nghe bọn họ. Luận địa vị thời chiến, luận chiến công, luận quân quyền, lúc ấy thái tử đại càng còn không bằng bọn họ đâu. Bọn họ nếu gia nhập thiết huyết cứu quốc hội, tất nhiên sẽ giọng thách ác giọng chủ. Thứ hai, Trần Bách Lý là thật sự thông đồng với địch. Vô luận hắn bị oan khuất gì, Trần Bách Lý ở sau khi đầu phục Tây Đại Lục, xoay người mang dao mổ nhắm vào người đại càng, đây là sự thật ai cũng không thể thay đổi. Cho nên cho dù Trần Bách Lý thật là người của thiết huyết cứu quốc hội, cũng tất nhiên đã bị xóa tên. Thiết huyết cứu quốc hội là sẽ không cho phép thành viên trong hội mình dơ lên dao mổ đối với con dân đại càng, Trần Bách Lý đã không có đường rút lui. Hồ Vương giải thích điểm thứ nhất, Thật ra chưa đánh động Yêu Hoàng. Nhưng Hồ Vương giải thích điểm thứ hai, đã thuyết phục Yêu Hoàng. Yêu Hoàng nhớ lại một lần chuyện năm đó, chậm rãi gật gật đầu, nói: "Bổn hoàng nhớ ra rồi, Trần Bách Lý năm đó sau khi đầu hàng Tây Đại Lục, còn từng hợp tác với Yêu Đình chúng ta, giết một đám đại nho của nho gia, trên tay dính máu tươi người càng." "Không sai, Hồ Vương ngươi nói rất đúng, người như vậy là không có đường lui có thể đi." Bổn hoàng nhớ tới hắn từng quyết tuyệt nếu không phải bị oan khuất to lớn hắn sẽ không tâm địa độc ác như vậy hồ vương cười lạnh nói trần bách lý ở trước khi theo địch ở trên chiến trường vệ quốc lập chiến công đủ để so sánh với tô lan gia chiến công của trấn tây vương có một nửa đều là ở dưới trần bách lý phụ tá đạt được hắn ở đại càng vốn có thể quyền cao chức trọng cắt đất phong lại lựa chọn thông đồng với địch bán nước trong đó nếu không có tấm màn đen kinh thiên vậy mới là gặp quỷ buồn cười là ở sau đó đại càng cấm bất luận kẻ nào điều tra sự kiện trần bách lý thông đồng với địch hơn nữa cơ bản lao đi dấu vết tồn tại của trần bách lý bệ hạ nếu không phải đuối lý đại càng cần gì phải làm như vậy không sai yêu hoàng tán đồng phán đoán của hồ vương đây là chuyện rất đương nhiên phàm là người bây giờ còn biết tên trần bách lý cùng sự tích quá khứ của trần bách lý trong lòng thật ra đều tin tưởng trần bách lý năm đó là bị ép làm phản bằng không trần bách lý không có lý do từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình đi thông đồng với địch bán nước nhìn từ trước mắt chuyện trần bách lý năm đó còn đề cập đến chính khí minh yêu hoàng nghĩ tới phản ứng của chính khí minh cũng bị gợi lên hứng thú càng ngày càng thú vị chính khí minh chính là địa bàn của chu phân phương chu phân phương thế mà cũng bị liên lụy trong đó ngụy quân nếu tra ra việc năm đó có liên quan với chu phân phương hắn sẽ quân pháp bất vị thân sao hắn sẽ Hồ Vương khẳng định nói, đối với ngụy quân mà nói, chân tướng mới là quan trọng nhất. Người như vậy đối với yêu đình chúng ta mà nói quả thực là điềm lành trời ban. Yêu hoàng cười ha ha, Hồ Vương, nhất định phải mang ngụy quân bảo vệ tốt. Thần rõ, bệ hạ, ta có dự cảm, ngày yêu đình chúng ta bay cao chuẩn bị tới ngay rồi. Trong khoảng thời gian này đại càng nhìn qua tung hoành vô địch, lập tức sẽ bại lộ ra điểm yếu thật sự của bọn họ trong ánh mắt hồ vương lóe ra hào quang cơ trí yêu hoàng gật gật đầu cao thấp đại càng nếu thật sự có thể đoàn kết một lòng vậy quả thật là một phiền toái lớn đáng tiếc xã hội nhân loại so với yêu tộc chúng ta phức tạp hơn nhiều mâu thuẫn giữa bọn họ cũng nhiều hơn xa so với yêu tộc chúng ta lần này chúng ta sống chết mặt bay chỉ xem kịch vui bảo vệ ngụy quân cái khác một mực không tham dự bệ hạ thánh minh hồ vương thuận tay nịnh bợ một lần ngay tại lúc đôi vua tôi này chuẩn bị chấm dứt lần buổi chầu tư nhân hòa thuận vui vẻ này một ánh đao hiện lên thanh âm như sấm sét nổ vang ở yêu đình yêu hoàng giao ra ma quân nếu không bản thần hôm nay sang bằng yêu đình yêu hoàng chấm hỏi tình huống gì vậy yêu hoàng kinh ngạc nhìn về phía hồ vương hồ vương cũng vẻ mặt ngây dại bệ hạ hình như là đao thần đến đây đao thần đến yêu đình chúng ta tìm ma quân yêu hoàng bị chọc tức phát cười đây đều là cái vớ vẩn gì vậy vớ vẩn yêu hoàng ngươi thật sự không bao che ma quân sao hình chiếu đao thần nháy mắt xuất hiện ở trước mặt yêu hoàng chỉ là hình chiếu chân thân đao thần không vào được cũng không dám vào ở trong hoàng cung của kinh thành đao thần đã nhận ra uy hiếp trí mạng yêu hoàng năm đó là nhân vật một thời đặt ngang ma quân cho đao thần thêm một cái gan Hắn cũng không dám ở yêu đình làm càng. Nhưng nó phải cho Yêu Hoàng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Đánh giá cao thấp Yêu Hoàng một lần, hình chiếu đao thần mặt như sương lạnh, bản thần vốn luôn hoài nghi, Yêu Hoàng ngươi dựa vào cái gì có thể xưng danh cùng Ma Quân? Hai người các ngươi là quen biết đã lâu nhỉ? Yêu Hoàng, bổn hoàng bao che Ma Quân khi nào? Hơn nữa ngươi chỉ là một cái hình chiếu chân thần, thế mà dám ở trước mặt bổn hoàng kêu gào? thực cho rằng yêu hoàng không phải cán bộ. Yêu hoàng nổi giận, đau thần, ngươi là muốn chết sao? Bản thần thấy ngươi mới là muốn chết, yêu hoàng, bản thần một đường đuổi giết ma quân, lúc vừa mới truy tung đến yêu đình ma quân mất đi tung tích, trừ ngươi ra còn có ai có thể làm được điểm ấy. Đao thần lạnh lùng nói, chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế sao? Làm càng, vu oan hãm hại thế mà vu oan đến trên đầu bổn hoàng. Yêu hoàng giận quá hóa cười, nâng tay liền đánh vỡ hình chiếu đao thần. Lấy địa vị hắn, vốn không cần hướng đao thần giải thích. Thật sự cho rằng hắn sợ đao thần. Nơi này là thế gian, không phải trên trời. Yêu hoàng thật sự không sợ các thần tiên từ trên trời đi xuống này. Một bên khác, cảm ứng được hình chiếu của mình mất đi liên hệ, sắc mặt đao thần càng thêm khó coi. Thượng quan Nguyễn Nhi đứng ở bên người đao thần, sau khi nhìn thấy sắc mặt đao thần, lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì nàng bất động thanh sắc hỏi đao thần yêu hoàng phủ nhận từng nhưng chứng cớ vô cùng xác thực không cho phép hắn chống chế đao thần trầm giọng nói ma quân quả thật là mất tích ở yêu đình trừ yêu hoàng không ai có thể làm được một điểm này có thể là ma quân họa thủy đông dẫn hay không thượng quan nguyễn nhi hỏi dò chủ động tung ra một lựa chọn chính xác sau đó để đối phương hỗ trợ bài trừ cứ như vậy đối phương liền vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được lựa chọn chính xác nữa lục tổng quản thường xuyên dùng một chiêu này đối phó càng đế lần nào cũng đúng thượng quan nguyễn nhi hôm nay cũng lấy một chiêu này để đối phó đao thần tạo ra hiệu quả tương tự đao thần ngay lập tức phủ quyết khả năng này sẽ không nếu là ma quân chưa bị thương trái lại có năng lực làm được một điểm này nhưng bây giờ ma quân bị thương nặng căn bản không có dư lực chạy thoát bản thần đuổi bắt chỉ có yêu hoàng có thể làm được một điểm này có lẽ thương thế ma quân đang chuyển biến tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi tiếp tục tung ra lựa chọn chính xác. Đao thần cười, âm thần, ngươi không hiểu, vết thương của ma quân thiên hạ không ai có thể chữa được, thương thế của nó không có khả năng ở trong thời gian ngắn chuyển biến tốt, cho dù thần quân hạ phàm cũng không làm được diệu thủ hồi xuân. Sắc mặt thượng quan Nguyễn Nhi kinh ngạc. Đao thần đối với việc này cũng không bất ngờ. Tin tức phía sau màn âm thần biết xa không nhiều bằng đao thần, cho nên đối với Thượng quan Nguyễn Nhi có phản ứng như vậy, đao thần cho rằng rất bình thường. Hắn xác nhận thương thế của ma quân ở trong thời gian ngắn là không có khả năng khôi phục. Đây là logic không thể dịch chuyển. Dưới tình huống bình thường, logic không thể dịch chuyển cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Đáng tiếc, lần này ngụy quân là kỵ giới hàng thần, thiên đế hạ bậc đã kích. Hạo nhiên chính khí thương hiệu ngụy quân, ai dùng người đó biết, dùng đều nói tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng mê mang đao thần khẳng định không lừa nàng đao thần tự tin cũng không phải giả nhưng thương thế của ma quân quả thật chuyển biến tốt rồi hơn nữa hình như là ngụy quân giúp chiếu cố ngụy quân có thể làm được chuyện thần quân không làm được thượng quan nguyễn nhi không hiểu nàng đối với ngụy quân càng ngày càng tò mò rất nhiều thời điểm tò mò chính là khởi đầu cho luân hãm đương nhiên cái này cũng không thể trách thượng quan nguyễn nhi đừng nói nàng ma quân cũng không hiểu đao thần cũng không hiểu bản thân sự tồn tại của thiên đế đã không phải thứ bọn họ loại tiểu thần này biết đến cho nên bọn họ hoàn toàn sẽ không suy xét ngụy quân loại biến số này vì thế yêu hoàng đáng thương liền gánh tiếng xấu đao thần tiếp tục nói ta đã sớm hoài nghi yêu hoàng có cấu kết với ma quân bây giờ vừa thấy quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu thượng quan nguyễn nhi ngươi sao lại thông minh như vậy chứ nếu không phải chuyện này là nàng một tay bày ra, ma quân cũng là từ trên tay nàng chuồn đi, xem bộ dáng chắc như đinh đóng cột này của đao thần, thượng quan Nguyễn Nhi thiếu chút nữa đã tin. Đao thần tự tin như vậy, thượng quan Nguyễn Nhi tự nhiên cần phối hợp. Đao thần đã sớm hoài nghi yêu hoàng với ma quân có cấu kết. Thượng quan Nguyễn Nhi thể hiện sự nghi hoặc vừa đúng của mình. Đao thần gật đầu, tự tin nói, bản thần nghe nói, yêu hoàng từng tề danh với ma quân, Yêu Hoàng còn từng nói hắn cùng ma quân thực lực sàn sàn như nhau. Ta cũng từng nghe, chuyện này là thật. Thượng quan Nguyễn Nhi nói, nhưng Yêu Hoàng quả thật thực lực cường đại, nhìn từ tình báo hiện có, chưa từng có thất bại. Đó là bởi vì hắn chưa từng gặp được ma quân. Đao thần trực tiếp cười nhạo nói, Yêu Hoàng là rất mạnh, nhưng ma quân là vô địch, ma quân so với tất cả người, toàn bộ yêu, thậm chí bao gồm toàn bộ thần đều cao hơn một bậc, lại há là yêu hoàng có khả năng so sánh. Sàng sàng như nhau. Chuyện cười trong thiên hạ. Thượng quan Nguyễn Nhi như có chút suy nghĩ, ý tứ đao thần là yêu hoàng cố ý lấy ma quân để nổi lên. Không sai, nhưng nếu thực lực ma quân vượt xa yêu hoàng, vì sao ma quân phải ngầm đồng ý lời đồn này? Đao thần hỏi ngược lại. Thượng quan Nguyễn Nhi tự nhiên là rất thông minh, căn cứ logic nàng rất tự nhiên ra đáp án, ma quân có giao tình với yêu hoàng. Đúng, ma quân có giao tình với yêu hoàng, hơn nữa giao tình rất có thể còn không cạn. Bản thần thậm chí hoài nghi, bản thể ma quân chính là yêu tộc. Thanh âm đao thần cực kỳ khẳng định, làm người ta theo bản năng muốn tin tưởng hắn. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng tin. Dù sao đao thần suy đoán hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nàng bắt buộc mình quên chân tướng, hoàn toàn từ thị giác đao thần xuất phát, phát hiện tất cả cái này dựa theo đao thần phán đoán tất cả đều đúng. Hợp lý không có bệnh. Đao thần, chúng ta là phải bắt ma quân. Thượng quan Nguyễn Nhi nhắc nhở. Sắc mặt đao thần chuyển thành ngưng trọng, gật đầu nói, không sai, chúng ta phải bắt ma quân, cho dù là đối địch với yêu đình. Nhưng yêu đình rất mạnh, hơn nữa liên minh tu chân giả và yêu đình nhìn như thù sâu như biển, lại chưa chắc không có xã giao âm thầm. Thượng quan Nguyễn Nhi ám chỉ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.